Mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay: xuất khẩu rau quả có thể cán đích 4 tỷ đô la Mỹ; phát huy vai trò của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin. Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu rau quả đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2022. Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho biết, trong nhóm trái cây xuất khẩu, sầu riêng là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất. Trong 5 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 503 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam, chiếm 95% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này. Ngoài ra, xuất khẩu trái cây sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan đều tăng trưởng tốt trong những tháng qua. Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định đây là năm mà kim ngạch xuất khẩu rau quả có mức tăng trưởng đột biến. Dự báo xuất khẩu rau quả năm 2023 có thể đạt 4 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa xây dựng đề án bảo tồn và mở rộng quy mô phát triển cây sâm báo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án nhằm bảo tồn phát triển nguồn gen cây sâm báo bản địa, nâng cao giá trị kinh tế, xây dựng vùng cung cấp giống và nguyên liệu bền vững, đáp ứng nhu cầu chế biến tiêu dùng của thị trường. Để thực hiện đề án, huyện Vĩnh Lộc dự kiến chi hơn 91,3 tỷ đồng cho xây dựng vườn giống bảo tồn, tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, xây dựng kết cấu hạ tầng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, tạo lập nhãn hiệu tập thể và quảng cáo cho sản phẩm. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây sâm báo đạt 120 ha, năm 2030 đạt 250 ha và trở thành sản phẩm chủ lực của huyện. Với sản lượng đạt khoảng 200 tấn một năm, mang lại giá trị khoảng 200 triệu đô la Mỹ một năm, nên nuôi chim yến đang là nghề rất triển vọng và có thế mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nghề nuôi chim yến còn nhiều bất cập cần sớm khắc phục. Về quy hoạch, hiện có hơn 90% cơ sở nuôi chim yến nằm xen lẫn trong khu dân cư. Việc thống kê nhà yến, sản lượng tổ yến ở nhiều tỉnh chưa cập nhật. Các cơ sở nuôi yến còn chưa kê khai thực về diện tích nhà yến, sản lượng tổ yến nên khó khăn cho các cơ quan quản lý các cấp. Nghiệp vụ quản lý kỹ thuật nuôi chim yến còn hạn chế. Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nỗ lực trong công tác hoàn thiện pháp lý và kiểm soát chất lượng để có những lô yến đầu tiên được xuất khẩu mang lại giá trị cao. Tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2023, đã có 35 doanh nghiệp với khoảng gần 3.000 cơ sở nuôi chim yến. Trong tổng số gần 24.000 cơ sở nuôi chim yến trên toàn quốc, đang tích cực chuẩn bị để sớm xuất khẩu các sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phát triển kinh tế hợp tác xã được tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Cùng với đổi mới hoạt động, nhiều hợp tác xã đã được thành lập và trở thành đòn bẩy thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Được thành lập năm 2013, sau 10 năm hoạt động, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Xuân Minh, huyện Thọ Xuân trở thành một điển hình trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Hoạt động của hợp tác xã chủ yếu là cầu nối liên kết với doanh nghiệp và xã viên để sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm chất lượng cao. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ mua máy sấy nông sản của huyện Thọ Xuân và nguồn vốn huy động được của các xã viên, năm 2018, hợp tác xã Xuân Minh đã mạnh dạn đầu tư mua 2 máy sấy nông sản, ứng dụng công nghệ sấy công nghiệp với công suất 80 tấn một ngày một máy. Trung bình mỗi vụ, hợp tác xã Xuân Minh có 700 thành viên tham gia liên kết sản xuất trên diện tích gần 300 ha lúa. Hợp tác xã đã đầu tư 6 máy cấy, 4 máy gặt, 4 máy làm đất để hỗ trợ bà con thu hoạch và gieo cấy, đảm bảo quy trình từ khi gieo cấy đến thu hoạch được thực hiện cơ giới hóa đồng bộ. Doanh thu của hợp tác xã hàng năm đạt từ 15 đến 18 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 10% trên tổng doanh thu. Việc liên kết sản xuất của hợp tác xã Xuân Minh giúp bà con trong và ngoài xã tiêu thụ sản lượng lúa gạo lên tới hàng nghìn tấn một năm, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều nông hộ. Ngoài ra, hợp tác xã còn xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm gạo hữu cơ Hoa Minh, đạt chứng nhận Việt Gáp năm 2022, sản phẩm có mặt tại nhiều đại lý lúa gạo lớn trong và ngoài tỉnh. Từ cái tiềm năng là cái quỹ đất sẵn có của địa phương,
thì hợp tác xã đã chuyển hướng sang sản xuất lúa gạo hữu cơ, và từ cái lúa gạo hữu cơ thì đã nâng cao được cái quy trình canh tác của bà con cũng như cái nhận thức về sản xuất ra cái hàng lúa hữu cơ. Và từ khi đã sản xuất ra hữu cơ rồi thì giá thành cũng được nâng lên, thì người nông dân cũng được hưởng lợi cùng theo cái chất lượng của gạo. Xã Xuân Bình, huyện Như Xuân có trên 2.000 hectare đất rừng cùng với nhiều diện tích trồng cây ăn quả. Đây là những tiềm năng lợi thế để các hộ dân ở trong xã tận dụng phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Do đó, nhiều gia đình đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật hàng chục năm nay. Tuy nhiên, các hộ đều chưa coi trọng đến việc xây dựng thương hiệu nhãn hiệu để mật ong có thể trở thành sản phẩm hàng hóa. Năm 2022, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quảng Dạ được thành lập với 30 hộ tham gia. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các thành viên trong hợp tác xã đã quan tâm đến đầu tư máy móc, tem nhãn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm mật ong trở thành sản phẩm OCOP và có giá trị hàng hóa cao. Trước đây là các cái hộ gia đình chủ yếu là nuôi nhỏ lẻ manh mún và không quan tâm đến cái kỹ thuật và cái chất lượng của sản phẩm. Đấy, sau khi mà được công nhận cái sản phẩm OCOP rồi thì các cái hộ trong hợp tác xã sẽ nâng cao cái khoa học kỹ thuật, đưa cái sản phẩm chất lượng nó thành hàng hóa, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Còn tại xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa, từ năm 2020 đến nay, hợp tác xã đã chú trọng thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất. Việc liên kết đã giúp bà con chuyển đổi từ cây lạc cây ngô truyền thống sang cây hàng hóa như khoai tây, đậu tương rau. Hiện xã có 35 hectare cây trồng liên kết sản xuất. Giá thu nhập 1 hectare trong năm của diện tích này cao gấp 3 lần so với trước. Cùng với đó, hợp tác xã còn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao trình độ sản xuất của bà con, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Hợp tác xã đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, thứ nhất là về sản xuất các cái mô hình liên doanh liên kết với các cái công ty về nông sản và một số công ty để nuôi trồng thủy hải sản để nâng cao cái giá trị đời sống cho bà con nhân dân. Thanh Hóa hiện có 799 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Trước yêu cầu phát triển nông nghiệp nông thôn và hội nhập kinh tế, để phát huy vai trò của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó có hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã thông qua các đề án củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 và đề án củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Các hợp tác xã đã được hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, các chuỗi liên kết. Nguồn kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2028-2023 là trên 48,7 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều địa phương cũng có cơ chế chính sách góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Bên cạnh các khâu dịch vụ truyền thống, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã tích tụ đất đai, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cây trồng, xây dựng thương hiệu, tạo ra các loại nông sản thực phẩm hàng hóa an toàn theo chuỗi giá trị, nâng cao tính cạnh tranh, hướng tới sản xuất nông nghiệp hiện đại. Nhờ phát huy vai trò hoạt động của hợp tác xã, trung bình mỗi năm, Thanh Hóa có 80.000 hectare cây trồng được liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo hợp đồng. Liên minh hợp tác xã tỉnh thì tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã để các hợp tác xã có cái điều kiện củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phối hợp với các cái đơn vị có liên quan để tổ chức các cái hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại để cho các hợp tác xã quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm, xây dựng các cái liên doanh liên kết với các cái doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, và cũng chỉ đạo quỹ hỗ trợ trong việc rà soát, sắp xếp lại các cái thủ tục, đơn giản hóa các thủ tục để cho các hợp tác xã tiếp cận với cái nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Để tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, bản thân các hợp tác xã cần hoạt động theo đúng chuẩn mực và quy định của luật hợp tác xã năm 2012. Cùng với đó, các địa phương tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã nâng cao năng lực và bản lĩnh, phản ứng thị trường, năng lực quản trị, đàm phán, xây dựng quảng bá thương hiệu, duy trì quan hệ đối tác. Phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.